Rồi mình móc mồi để mình câu cá nha mọi người. Mình dùng hai lưỡi câu nha, thì mình câu được hai con nha. Nếu mà ăn á, đó thì cái mồi này bằng thức ăn mình ngâm lại nha, giò cục nha mọi người, rất là nhạy luôn, có cá nó ăn liền nha. Mình thả xuống rồi, khi nào giật nó, vừa nói với tiếng giật lên đi, giật lên đi. Ồ hai con luôn, dính hai con luôn. Ồ đã. Ồ hai con to. Hôm nay mình ra cái ao để mình câu cá. Đó mình giục cục phao xuống rồi, cá ăn thì giật cục phao nha mọi người. Từ từ, mồi này nhạy lắm nha. Nó cái lên dính rồi chứ nó. Ồ cái gì á? Giống cái linh nha, giống cái linh. Có, ồ không phải cái linh mọi người ơi, giống như cá chim cỏ vậy đó, nhìn là. Ồ đã. Nè, cái đầu luôn nè. Bên kia có hai ngóc vàng, bắt luôn trước đi. Đó, đã. Ngày bắt lươn đồng trên ruộng lúa nè mọi người. Lươn trên ruộng thì lươn đi được. Lươn này bắt về nuôi là hết sảy luôn nha. Đó. Cắn lưỡi cây luôn. Ồ, cái gấp này gấp. Ê gọi. Nè cái hang lươn nè, đưa xuống đi, có nó là ăn liền nè. Từ, nó thấy không? Lươn đồng rất là dạng nha mọi người. Đưa cái cục mồi trụng xuống là nó ăn liền nè. Ô con lươn này cũng vừa chứ không có to. Kéo từ từ lên đi. Cái này cặp bơi xong thì chiều xuống nha mọi người. Thì chiều xuống mình dễ kiếm hàng lắm. Rồi chụp lại nó đi bây giờ. Từ từ, chụp. Rồi, từ từ.